Xin kính chào tất cả quý vị các bạn đang xem trên kênh. Đây là khung hình chúng tôi đang ghi tại một nhà vườn. Một nhà vườn trồng hoa quanh năm. Và thời điểm này thì nhà vườn đang thắp điện chiếu sáng để rút ngắn thời gian cho cây sinh trưởng và phát triển, biến đêm thành ngày đây. Và hình này chúng tôi đang ghi tại nhà vườn của anh Phạm Bá Quang, thôn Chiến Thắng, xã Phái Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là khung cảnh xung quanh làng quê, cảnh về đêm. Xung quanh thì chỉ thấy những ánh sáng bóng điện của các gia đình bật sáng trong khu vực sinh hoạt thôi. Còn riêng nhà vườn của anh Phạm Bá Quang thì vườn lại còn sáng hơn cả sân. Đấy. Đấy, vườn sáng hơn sân đấy các bạn này. Sở dĩ tại sao như vậy? Bởi vì là đây là áp dụng cái công nghệ dùng cái ánh sáng bóng đèn này để kích thích sự sinh trưởng và phát triển của cây. Sáng rực nhỉ. Số lượng khoảng bao nhiêu bóng đấy ở Quang này? 200 bóng. Bao nhiêu? 200 bóng á? Bóng này là bao nhiêu watt đấy? 15. Mà cái chính là thắp trong vòng bao nhiêu tiếng ấy chứ? Từ 6 giờ nhập dã tối cho đến 5 giờ sáng. Tức là ôi thế thì cũng là gọi là suốt đêm luôn đúng không? Cả đêm luôn đấy. Thắp cả đêm. Thắp điện như này thành ra là vườn sáng hơn ngõ đúng không? Như này những cái đầu cái đuôi này có phải bọc cái ấy không, sợ nước mưa nó vào không? Bây giờ nước mưa vào. Hả? Bây giờ nước mưa vào. À thế là đuôi nó kín à? Ở mái ngày xưa. Ngày xưa là đuôi hở nhưng bây giờ đuôi kín không để nước mưa vào. À. Như này đã ấy chưa, cái lượng hoa như này là đến thời điểm nào thì xuất giống cho người ta được? Đấy, bây giờ đang cắt giống đấy. Bây giờ đang cắt giống á? Cắt mầm cho họ đấy. Cắt mầm, nếu mà ai cần mầm thì mình cắt, mà ai cần dâm lấy rễ thì mình cắt, mình dâm. Tức là bây giờ ai đặt thì mình mới cắt hay là cứ cắt dâm thôi? Đấy, ai đặt thì mình cắt mầm cho họ, còn nếu mà ai đặt rễ thì là mình lại phải dâm. Bây giờ ví dụ như ở đây là gồm có những loại cúc gì hả Quang? Có 4-5 loại cúc gì đấy. Ví dụ như ánh bạc này. À. Phan trắng này, phan tuyết này. À cái phan trắng năm ngoái trồng ở góc về phía bên này nhỉ? À. Đấy. Ví dụ như thời điểm bán giống như này thì nó sẽ kéo dài đến thời bao lâu, những tháng nào? Bán mấy tháng liền? Tết thì hết tháng này. Còn có khi là ra riêng Thanh Minh người ta cũng trồng. Mình bán được khoảng bao nhiêu vạn giống trong vòng một mùa như thế này? Như này thì không cứ đâu. Thế là cô không chẳng bao giờ đếm đúng không? Không cứ đâu, cũng trồng nhiều khi nay thì cũng mấy vạn đấy. Đây như này là mới cấm đấy à? Đây à? Cắt đi, mới cắt đấy. Đây cắt như này để dâm gì? Cắt để dâm đấy. À. Nhưng mà cắt dài không? Dài, cắt như này. Cắt tầm nào? Đây thì như này gì? Đến đây à? Thế rồi. 5 phân à? Chuẩn chuẩn luôn đấy. À. Thế đấy. Dâm cát đúng không? Dâm cát hay là dâm đất? Cát phả đất. Cát phả đất. Phả cát. Dâm trong vòng bao lâu thì nó một tuần ra dễ. À một tuần thì ra dễ. Mà nếu mà gió đông thì nó nhanh ra dễ nhanh hơn, còn gió lạnh như này thì nó phải kéo dài một tuần tí. Cũng phải che suốt nhỉ. Chè chứ. Nhưng mà ví dụ như thời gian vừa rồi cái mưa thì mình phủ cái dây bóng kia che đúng không? Che chứ không che là thối hết. Thế còn nắng quá là có việc gì không? Nắng thì lại phải bỏ hết ra. Bỏ hết dây bóng ra. Chỗ này là bao nhiêu xào hoa giống tất cả đây?
Dạ vâng. Chỗ này cũng phải 6 sào đấy. 6 7 sào nhưng mà rộng đất thì rộng nhưng mà mình tưởng số lượng mình làm bằng đấy thôi. Nhưng đánh tráng hết như này nhìn sướng nhỉ. Nó thoáng mà ví dụ nó không bị cớm đúng không? Rồi, vì cái vườn này là mẫu 8 cơ mà. Mẫu 8 2 mẫu mà. Gần 2 mẫu. Còn mình làm số lượng nó ít thôi, còn mình trồng những cái thứ khác nữa chứ, không phải mỗi một hoa. Thế cái phía ngoài kia là hòe rồi, thế còn ở trong này cúc, thế còn lại xung quanh nữa là cái vía bên kia định trồng cái gì? Cái này là làm chuẩn bị là làm đất trồng cúc Tết đấy. À. Nên là làm cúc Tết bây giờ đang chuẩn bị làm cúc Tết đấy. Đây là một nhà vườn có một cái diện tích trồng hoa rất là lớn. Tổng diện tích của nhà vườn lên đến hơn 1 mẫu. Và cái diện tích trồng hoa này, đây là hoa Tết các bạn nhé. Vừa hoa giống quanh năm, vừa hoa Tết rải rác trồng trong năm. Và chiếm mấy sào liền. Lượng hoa cung cấp cho rất nhiều thị trường quanh khu vực các tỉnh miền Bắc. Đây, trong giai đoạn này thì nhà vườn đang làm cây hoa giống. Đây, lượng hoa cúc đây. Đây là có vàng vàng đông này, pha lê này, trắng tuyết này, khoan trắng này, cánh bạc này, đỏ cơ. Thế bây giờ những cái loại hoa như thế thì bây giờ mình làm sao mà ví dụ nhìn giống này làm sao phát hiện được ra? Không biết gì có mà chết. À. Nhìn lá là biết. Tức là căn cứ vào lá và ngọn. Rồi, nhìn là biết ạ. Ờ. Mình quen rồi. Như chú nhìn nó cứ xanh hết một loạt đấy, à. Mình nhìn nó quen rồi. Ờ, làm cái gì nó quen cái đấy đúng không? Đấy, đúng rồi. Thế nhưng mà bán cho khách thì ví dụ như là những cái nhà vườn mà quanh ở Thái Bình hay là ở mình, đâu? Mình bán những thị trường nào rồi? Mới làm được một vài năm thì mình chưa có cái chỗ đổ cho những đại lý kia thì mình phải đưa cho qua những thợ ở đây thôi. Còn ai cần thì mình cũng bán. Cũng các tỉnh ngoài Bắc là chính đúng không? Thế thôi, đây là mình chủ yếu mình đưa cho những người thì nhà vườn ở đây thôi, mình cũng chưa quen khách nhiều. Sáng trưng nhỉ. Đất này rồi. 200 bóng tất cả. Bóng 15 watt. Này hơn đấy. Như này là chỉ ngắm đèn không thôi đẹp thôi. Đèn nó đẹp. Bóng điện răng để thắp sáng rút ngắn cái thời gian sinh trưởng và phát triển cho cây, coi như là biến đêm thành ngày. Đây là một trong cái công nghệ quen thuộc của những người làm hoa quê tôi. Đối với những nhà vườn nào mà đã trồng hoa quanh năm, trồng hoa chuyên nghiệp ấy, thì quá quen với hình ảnh này. Tức là cứ bắt đầu đến chập tối là các nhà vườn là sử dụng bóng điện thắp sáng hàng trăm bóng như thế này để đưa cái nguồn ánh sáng vào, tức là biến đêm thành ngày để cây nó phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn đến với quê tôi làng vườn Bách Thuận vào thời điểm từ giờ đến cuối năm thì sẽ bắt gặp rất nhiều những cái nhà vườn mà rực sáng như thế này. Đây là một luống hoa cúc, hoa giống rồi các bạn này, dày đặc đấy. Lượng hoa này để cung cấp cho các nhà vườn nhỏ để làm giống trồng hoa Tết. Vừa rồi là qua một cái đợt mưa,
cho nên là những cái ngày vừa rồi mưa là rất là vất vả. Hầu như là những ai làm hoa đều biết là phải che chắn rất là kỹ. Đây những cái sợi dây kéo những cái vòm để tạo thành mái che, và trên thì được phủ bằng cái giấy ni lông áo mưa cho nó đảm bảo nó là không bị lì đất, không bị nát cây con. Vâng, thưa quý vị anh chị và các bạn, một ít phút quay khung cảnh ở nhà vườn của anh Phạm Bắc Quang, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn về nghề làm vườn ở Bách Thuận quê tôi. Đây là nhà vườn chuyên trồng hoa các bạn. Quý vị và các bạn quan tâm đến các loại hoa giống hay là hoa Tết thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Tôi sẽ cài số điện thoại ở trên màn hình. Quý vị quan tâm thì liên hệ trực tiếp chủ vườn anh Phạm Bắc Quang. Và một vài đoạn hình ghi lại cảnh sắc mà một phần ánh sáng của một mảnh vườn nơi làng quê. Xung quanh là màn đêm mịt mù nhưng mà lại rực sáng lên những ánh đèn của sự sống sinh sôi và phát triển. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin phép là tạm dừng và kết thúc video này. Xin được mến chào và cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.